Hello anh em, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ điện này. Bộ điện có thể sử dụng cho cano hay là tàu thuyền. Thì ở đây mình đã setup một cái bộ điện sử dụng EC480A. Đây là con EC480A này. Con EC này thì có thể hỗ trợ được pin lipo 2S, 3S. Thì cái dòng tải liên tục của nó có thể hỗ trợ là lên đến 80A và có thể hỗ trợ được motor lên đến 775. Đấy thì các motor ở dưới đây ví dụ như 540, 550 thì thoải mái luôn, chạy bét nghè luôn anh em nhé. Con EC này thì thiết kế của nó là sử dụng tản nhiệt nước anh em nhé, nên là nó rất là phù hợp với những anh em nào chơi tàu thuyền hay cano. Trên con EC này thì nó sẽ có hai cái nút gạt, đây, nút gạt ở trên và nút gạt ở dưới này. Thì nó sẽ cho chúng ta cài đặt, cái nút gạt ở trên nó sẽ cho chúng ta cài đặt là chế độ tiến, phanh và lùi. Nếu mà chúng ta gạt ra cái vị trí ở giữa thì nó sẽ là chỉ có chế độ tiến và lùi thôi, không có chế độ phanh. Còn nếu mà chúng ta gạt sang bên phải này thì nó sẽ là chế độ tiến và phanh thôi, không có chế độ lùi. Còn cái nút gạt ở dưới này thì nó sẽ cho chúng ta cài đặt là sử dụng pin lipo hay là pin NiMH nhé. Thì ở đây mình sử dụng pin lipo nên là mình sẽ gạt cái nút gạt này sang bên trái. Còn ở trên này thì đầu tiên mình sẽ thử cho anh em xem cái chế độ tiến, phanh và lùi nó như thế nào. Đây, khi mình, đây là mình sử dụng con motor 390 25T anh em nhé. Khi mình bóp ga vào thì nó sẽ là tiến nhé. Đấy, và khi mình nhả cò ga ra thì nó vẫn quay, motor nó vẫn quay. Bóp cò ga vào này, muốn phanh chúng ta sẽ đẩy cò ga ra phía sau một lần. Đấy, sau đó chúng ta nhả ra. Nếu mà chúng ta muốn lùi thì chúng ta đẩy lần thứ hai. Đó, như vậy nó sẽ là lùi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chế độ là chỉ có tiến và lùi thôi nhé, không có chế độ phanh. Và trước khi mà thay đổi cái cài đặt này thì mình sẽ cần phải tắt cái EC đi. Đấy, tắt đi nhé. Sau đó thì gạt cái nút gạt này sang ở giữa này. Rồi, sau đó mình bật lại EC. Bây giờ mình sẽ thử lại cho anh em xem. Cái này nó sẽ là chế độ chỉ có tiến và lùi thôi, không có chế độ phanh. Đấy, ở cái chế độ tiến và lùi không có phanh thì khi mình nhả cái cò ga ra thì nó sẽ đứng lại ngay, motor nó sẽ đứng lại ngay. Đang tiến này, đẩy cò ga phát là lùi luôn. Đó, nó không có chế độ phanh. Nhưng khi mình nhả cò ga ra, cò ga đẩy về vị trí số 0, nó sẽ dừng motor ngay. Đấy, cả tiến và lùi đều như vậy anh em nhé. Đây, bóp cò ga vào tiến này, nhả ra là phanh này. Đây này, bóp cò ga vào là tiến này, nhả ra cái là motor nó đứng lại ngay. Đấy, và khi mình đang tiến mình lùi được ngay nhé. Đấy, đang lùi này, bóp tiến cũng được luôn nhé. Bây giờ mình sẽ lại chuyển sang cái chế độ thứ ba, nó là cái chỉ có tiến và phanh, không có lùi. Và mình tắt cái EC đi này, gạt sang bên phải, bật lại. Bây giờ mình sẽ thử lại cho anh em xem nó có khác gì không nhé. Bóp ga là tiến này, nhả ra thì nó vẫn trôi nhé, nhả ra thì motor vẫn trôi. Ra tiến này, phanh, đó, mình phải đẩy cò ga ra thì nó mới phanh. Nhưng bây giờ mình đẩy cò ga tiếp thì nó sẽ không lùi được nhé. Bởi vì ở cái chế độ này thì nó sẽ không có lùi. Đấy là cái điểm khác biệt giữa ba cái chế độ anh em nhé. Thì tùy từng cái loại mô hình, tùy từng loại phương tiện mà anh em sử dụng thì sẽ phù hợp với các cái chức năng, tính năng khác nhau. Nên là anh em sẽ cài đặt sao cho nó phù hợp với cái mô hình của mình. Anh em lưu ý là khi mà chuyển chế độ thì chúng ta cần phải tắt cái EC đi. Đó, mình sẽ chuyển lại về cái chế độ mà có cả ba chức năng là tiến, phanh và lùi. Đây là con servo lái anh em nhé. Servo này thì nó trông nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà nó là full kim loại và nó có thể kéo được tối đa là 6 cân. Nếu mà anh em cấp điện 6V thì là con servo này nó có thể kéo được tối đa là 6 cân anh em nhé. Đây là cái thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đưa ra. Thì thực tế nó sẽ thấp hơn một chút, chắc là mình nghĩ nó chỉ được khoảng 70% thôi. Còn nếu mà ở cái điện áp là 4,8 đến 5V thì nó sẽ kéo được cái trọng lượng nó khoảng tầm 4 cân. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để kết nối các cái linh kiện này lại với nhau nhé, dành cho những anh em mới thôi. Còn những anh em nào mà đã có kinh nghiệm rồi, đã biết rồi thì có thể bỏ qua cái phần này, thì không cần phải xem cái phần này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một con EC480A này. Thì đây nó là cái dây cấp nguồn cho cái EC, nó sử dụng rắc chữ T nhé. Đây là hai cái dây để cấp điện cho motor. Thì mỗi cái dây này nó là một cực, dây vàng này là cực dương, dây xanh này là cực âm. Thì ở trên đầu dây thì nó mỗi đầu dây nó sẽ có hai cái chân cắm. Đây, thì con EC này có thể hỗ trợ được chạy song song hai motor cùng lúc nhé. Đó. Còn cái này nó là cái công tắc này, bật on off. Đây là cái đầu béc. Béc này thì để cắm vào kênh số 2 ở trên RX này. Cắm vào kênh số 2 ở trên RX là bộ thu tín hiệu này. Thì cái đầu béc này cắm vào kênh số 2 nó sẽ là vừa là để điều khiển con motor và vừa là để cấp điện cho cái RX này. Khi cắm vào RX thì anh em lưu ý là cắm đúng chân nhé. Trên RX thì nó sẽ có 3 hàng chân đây. Anh em lưu ý này, hàng chân đầu tiên này ở bên gần hàng số này thì nó sẽ là dây chân tín hiệu. Còn hàng chân thứ hai ở giữa này nó sẽ là hàng chân cấp điện dương. Hàng chân thứ ba ở bên ngoài bên tay phải này
nó sẽ là hàng chân cấp điện âm. Thì ở trên đầu béc này nó cũng sẽ có tương ứng với ba dây như vậy. Dây màu cam này nó sẽ là dây tín hiệu, dây màu đỏ là dây cấp điện dương, dây màu nâu này là dây cấp điện âm. Dây màu cam này thì với từng loại thiết bị nó có thể đổi là màu trắng nhé. Anh em lưu ý là các cái dây màu trắng hay màu cam này thường nó sẽ là dây tín hiệu. Dây đỏ thì luôn luôn là dây cấp điện dương rồi. Còn dây nâu hay là dây màu đen nó sẽ là dây cấp điện âm. Thì tùy từng loại thiết bị anh em có thể phân biệt là bằng cách đó nhé. Thì chúng ta sẽ cắm cái béc của SC vào kênh số 2. Đây. Chiều dây thì chúng ta cắm như thế này. Tương tự như vậy, servo thì chúng ta cũng có 3 màu dây như vậy. Thì servo lái thì chúng ta sẽ cắm vào kênh số 1, thì chúng ta sẽ sử dụng cái vô lăng này để lái đấy. Đây. Cắm vào kênh số 1 và cũng cắm đúng chân như vậy nhá, dây tín hiệu, dây điện dương và âm. Đó, chỉ như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Còn đây là cái motor nhá, motor ở đây mình sử dụng cái motor 390 25T. Thì motor nó sẽ sử dụng điện xoay chiều nên là chúng ta cắm vào cực nào cũng được, không sợ. Chỉ có pin thôi, khi cắm pin thì chúng ta mới cần phải cắm đúng cực. Còn motor thì chúng ta có thể cắm bên nào cũng được. Bên này mình sẽ cắm một dây. Và bên này mình cắm một dây. Hoặc là chúng ta có thể đảo lại dây cũng được nhá, đen sang bên này và đỏ sang bên này cũng được. Nếu mà chúng ta bóp ga vào, khi mà chúng ta lắp xong ấy, chúng ta bóp ga vào mà thấy cái mô hình của chúng ta nó lùi thì chúng ta sẽ đảo lại cái chiều dây này, thì nó sẽ khi bóp ga vào nó sẽ tiến anh em nhé. Và ngược lại, nếu anh em muốn ngược lại thì có thể đảo chiều dây. Chỉ như vậy thôi. Lưu ý một cái rất đặc biệt nhá, là đừng anh em nào cắm nhầm hai cái dây của một motor vào một cái giắc cắm như thế này là chết đấy nhá. Đây, ví dụ như anh em mà cắm hai cái dây motor vào một dây như này là chập đấy nhá. Mỗi cái đầu dây này là để cắm một dây của motor thôi anh em nhé, chứ không cắm hai dây của motor vào một cái đầu dây đấy đâu. Đấy. Thì nếu mà anh em sử dụng thêm một con motor khác thì anh em sẽ cắm như thế này, một dây vào đây và một dây vào bên này. Được chưa? Rồi, còn đây là pin lipo 3S, dung lượng 2200mAh, dòng xả 25C. Thì chúng ta sẽ cắm vào SC, và lưu ý khi cắm vào SC thì cắm pin là chúng ta phải cắm đúng chiều dây. Cực âm và cực âm và cực dương, cắm ngược là trái ngay. Còn đây là cái bộ sạc B3, cái này mình sẽ có hướng dẫn ở một cái video riêng. Rồi, sau khi cắm xong thì chúng ta sẽ bật công tắc lên. Đó, bật nguồn của tay điều khiển lên này. Rồi, là chúng ta có thể sử dụng được. Đó. Còn đây là servo lái. Servo lái thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Ở đây con EC này thì nó dòng tải của nó là, dòng tải thực của nó là khoảng 80A. Và có thể hỗ trợ được tối đa là hai con motor 775 anh em nhé. Nhưng mà ở đây mình chỉ sử dụng motor 390 thôi, nên là mình chạy test bét nhè, không thấy cái EC nó nóng. Thì nếu mà anh em sử dụng mà anh em thấy EC nó nóng thì anh em có thể trang bị thêm một cái bộ máy bơm mini và dẫn nước vào đây. Một đường nước vào, một đường nước ra để cho nó nước nó chạy qua đây là nó sẽ giúp cho cái EC nó tản nhiệt được anh em nhé. Còn đối với cái loại motor nhỏ này thì sử dụng nó sẽ không bị nóng EC, nên là mình không cần phải dùng máy bơm để vận hành cái tản nhiệt nước này. Tùy vào cái bộ điện thực tế mà anh em sử dụng thì anh em có thể sử dụng thêm cái chức năng tản nhiệt nước hay là không. Ok, như vậy là mình vừa mới chia sẻ với anh em cái cách sử dụng cái bộ điện phù hợp cho cái mô hình tàu thuyền hay là cano. Ở đây sử dụng con EC480A, và mình cũng vừa mới chia sẻ với anh em cái cách sử dụng của nó, cách cài đặt các cái chế độ và các cái chế độ sử dụng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà anh em cảm thấy cái video này là hữu ích thì anh em hãy bấm một like, chia sẻ cho cái video này giúp mình nhé. Nếu mà anh em muốn mua hàng thì có thể ghé thăm vào website của kho đồ chơi với cái đường link là https://kho-đồ-chơi.vn. Ngoài ra, nếu anh em cần hỗ trợ tư vấn về các cái vấn đề liên quan đến linh kiện RC, nâng cấp RC hay là làm gì đó liên quan đến RC thì anh em có thể inbox trực tiếp cho mình qua Zalo với cái số điện thoại là 0914350057. Nếu mà mình biết mình sẽ chia sẻ với anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi hết cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.